ông nghe. Alo, thầy đây. Dạ. Thả. À, dạ thầy. Thế nào, bây giờ nghe bạn trợ lý nói là chị đang ở bên Úc đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ đang ở bên Úc đang là mấy giờ vậy? Mấy giờ? Cách 4 tiếng. Cách 4. À, 1:20. Là buổi trưa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, được rồi. Thế nào, thời tiết ở bên Úc dạo này thế nào? À, đang chuyển vào mùa xuân đó thầy. Úc cũng có 4 mùa giống Việt Nam hả? Con thấy Việt Nam có 2 mùa. Úc thấy 4 mùa. À, đấy là con ở trong miền Nam ấy hả? Đúng không? Trước đây ở trong miền Nam à? Dạ đúng rồi. Con ở trong Sài Gòn. À, thế thì đúng rồi. Thế con phải ra ngoài Bắc để trải nghiệm cái không khí xịn sò ở ngoài này chứ. Ngoài này là có 4 mùa đấy. Thầy khỏe rồi hả thầy? Lâu rồi, con vợ chồng con có coi thầy mà lâu lắm rồi, chắc thầy không thế nhiều à? Quá. Nếu mà lâu quá, nếu mà tầm khoảng 1 năm đổ lại thì thầy nhớ, chứ còn xa quá thì thầy chắc không nhớ đâu. Dạ, lâu rồi đó. Thế thì thế hôm nay chúng ta lại làm quen lại từ đầu. Xin chào. Dạ thầy. Dạ tại cái Zalo cũ con bị mất rồi. Đấy. Không sao. Ừ, được rồi, ok. Thì thầy cũng đoán là như vậy, bởi vì sao? Bởi vì thường là những người đã xem rồi thì người ta mới đăng ký cho con. Dạ. Đúng không? Mà nhất là đây là cái trường hợp bé này là thầy đang xem ở đây là bạn thông bạn trợ lý bạn đưa thông tin là mới sinh được có 1 tháng thôi. Đó. Dạ đúng. Thì có những người đã xem từ trước rồi, xem hết cho bố mẹ rồi thì mới xem cho con sớm như thế này. Dạ. Không thì phải ưu tiên người mà có thể kiếm được ra tiền chứ, đúng không? Đó, thì lập luận thì nghe có vẻ như là khá là logic đấy, mà nó cũng đúng rồi. Đây. Dạ. Tại vì con sanh bé ra đó, lúc mà con lấy theo cái giờ sanh bên Úc á, mà con lập cái lá số ở trên mạng thì con thấy cái lá số của bé không có được thuận lợi cho bé lắm. Ờ. Thế thì tốt. Thế thì bây giờ thầy sẽ không phải là tốt mà là sự lựa chọn đúng đắn. Sự lựa chọn đúng đắn thì thầy xem lại xem nó gặp những vấn đề gì. Dạ. Để xem nào. Con thấy là nhiều cái bất lợi quá. Ờ. Nhá. À mà con sang Úc được lâu chưa? À con sang được 4 năm. Sang 4 năm rồi hả? Ở đây sống sướng không? À, con thích cuộc sống bên Úc. Đúng rồi. Ừ. Con dạ, lựa chọn dạ, cũng thông minh dạ, đấy chứ. Con thì có kế hoạch để lâu dài để mình định cư á thầy. Nhưng mà mình đang trên con đường đó thì tụi con thấy tụi con cũng lớn tuổi rồi, tụi con muốn có con nên tụi con mới có em bé luôn. À. Rồi mới tính tiếp tới sự nghiệp này. Ờ. À, rồi. Dạ. Thực ra con cái là cũng là cái quan trọng đấy. Nhớ. Đúng rồi. Con tập trung cho con cái trước, tại vì con có một bé 8 tuổi rồi. À, thế đây là bé thứ hai rồi. Bé thứ hai, bé trước là nam à? Dạ đúng rồi. Rồi. Là số ở đây thì bạn là có anh. Có anh chắc là nam. Nhưng mà như này, con là con có ý định sang Úc là theo kế hoạch định trước hay là có cơ duyên nào mà mình đến được nước Úc vậy? Dạ có kế hoạch luôn á thầy. Thế hả? Hai vợ chồng thông minh vậy. Dạ. Bây giờ nhá, sang Úc bây giờ đang là cái đất nước mà rất là tốt luôn đấy, vừa đáng sống vừa có trí thức cao, sinh hoạt cao, thêm nữa nó không bất ổn như là Mỹ. Nhưng mà chắc là cái phần mà điều kiện để định cư lại chắc nó cũng khó khăn hơn nhiều chứ, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi thầy. Nhưng mà nó vẫn còn có con đường thầy. Ừ. Đa phần nếu mà con đường để định cư ở đây á, một là người ta đi theo hôn nhân, hai là phải theo học bằng cấp cao á thầy. À. Tay nghề cao, phải có tay nghề thì. Rồi. Vậy là con đang đi theo hướng cả tay nghề đó đúng không? Con đi theo hướng tay nghề dạ, à? Đúng rồi. Rồi. Nói chung có được cái nghề mà lại còn tay nghề cao nữa thì xịn sò rồi. Thế dạ. Yên tâm sau này kiếm được tiền.
Thôi được rồi, lan man thế là quá đủ rồi, chúng ta vào việc nhé. Để xem nào, con đăng ký gói ghi âm để thầy kiểm tra lại. Để bật cái hệ thống nó lên. Dạo này con không thấy thầy post clip YouTube nữa ha. À, bây giờ thầy đang làm thêm khoảng 2-3 cái dự án nữa. Thì cái Dạ. việc chấm lá số này thầy chỉ chấm cho nó khách quen thôi, tức là những khách trước đây đã chấm lá số rồi ấy. Thì khi đăng ký hoặc là nhắn tin thì các bạn trợ lý các bạn ấy sẽ xem là cái người khách này này trước đây đã từng nhắn tin để đăng ký chưa. Nếu mà đã từng đăng ký rồi thì sẽ được đăng ký tiếp. Còn nếu mà ai đăng ký lần đầu thì sẽ bị từ chối, bởi vì thế không có nhiều thời gian. Mà bây giờ đăng clip lên như thế thì mọi người lại vào đăng ký. Mà không cho đăng ký thì lại gây áp lực cho thầy. Con không biết đâu, hôm trước có một vị khách vị không đăng ký được mà vị mò ra được số điện thoại chính. Thầy không biết vị làm sao mò ra được chính. Đây là số điện thoại để thầy chấm tử vi nhé. Còn số điện thoại làm việc của thầy lại là một số khác. Vị chắc là giỏi về công nghệ thế nào đấy mò được số chính. Thế là nhờ thầy chấm lá số giúp. Nhưng mà thầy bảo thầy rất bận. Thế là biết cái bác ấy làm gì không? Bác ấy cũng có tuổi rồi, bác ấy chắc cũng phải tầm 52 tuổi rồi đấy. Bác bảo bác ấy rất là thích nghe thầy chấm lá số. Tuy nhiên thì tất nhiên là thầy không phải người nịnh là xong được, nên là cái câu đấy nó cũng không ảnh hưởng gì tới thầy, nên thầy quyết định là không chấm. Bác ấy bằng cách là cái đêm hôm đó bác ấy nháy máy cho thầy đúng 100 lần đấy. Xong rồi khi có khi nháy 100 lần thầy thầy tắt máy đi, không phải tắt mà thầy để ở chế độ im lặng. Thì sau khi tắt 100 lần thì bác ấy nhắn lại một tin là con đã nhắn nháy cho có điện cho thầy 100 lần tròn để đợi sự hữu duyên, nhưng mà không hữu duyên thì thôi con xin phép chúc thầy sức khỏe. Nhưng mà như thế thì cũng khủng bố thầy quá, và trong cuộc gọi một tối thì thầy đau đầu lắm đấy. Nên là thầy rất sợ những cái trường hợp đấy nó xảy ra một lần nữa, thế nên thầy không dám đăng clip nữa. Đăng clip mà một tuần mà tầm khoảng ba ba người như bác ý thì thầy quả thật là vào viện mất, không ổn. Thôi rồi nhá, bây giờ thầy đọc lại thông tin của bé này. Bé sinh ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022 đúng không nào? Rồi giờ sinh là 9 giờ 26 phút sáng. Đây thầy đã lập lá số đây. Thì đầu tiên khi xem một lá số cho trẻ mới sinh ấy, điều quan trọng nhất không phải là xem các chính tinh hợp cách mà phải xem về phần phạm giờ. Dù mà cái lá số có sao đẹp đến mấy mà sinh phạm giờ thì sức khỏe nó cũng sẽ kém, và nó sẽ không đạt được những cái mà thành tựu giống như cái vẻ đẹp mà các sao chính tinh nó vốn có. Thì thầy đang xem xét lại cái lá số của bé nhà mình để tính toán lại cái giờ sinh cho cháu. Ở đây có một chút lo lắng này. Rất là may mẹ đăng ký lá số cho cháu từ sớm ấy nha. Cái bé trai sinh vào lúc 9 giờ 26 phút sáng ngày mùng 1 tháng 10. Ở đây là phạm giờ kim xà thiết tỏa. Cái đấy chị đã biết chưa? Lúc lúc là lá số cho bé chị đã biết thông tin này chưa? Dạ, con biết rồi thầy. Ồ, thế hả? Thế là lo lắng đấy hả? Một phần thôi thầy. Hôm rồi ba con cũng có nói là lúc mà đem bé ở bệnh viện về thì không có đem thẳng về nhà mà bỏ bé ở ngoài đường á, để bà ngoại lụm về. Ba nói là giống như Cho nó mình dễ nuôi bỏ hả? con vậy. Tụi con làm theo cách vậy. Thế thì thầy sẽ phân tích lại một chút cho con về cái giờ kim xà thiết tọa này. Đây là một trong những cái giờ mà gọi là xấu với trẻ và được xếp đứng đầu trong tất cả các giờ không tốt. Trẻ phạm giờ kim xà thiết tọa thì sẽ thường đau ốm và gặp nhiều nguy hiểm trước năm 13 tuổi.
Tuy nhiên Ừ, dạ. thì lý thuyết là như vậy, nhưng mẹ không nên quá lo lắng bởi vì kim xà thiết tỏa thì vẫn có cách giải. Có thể là làm như như bố của con cũng được, nhưng mà tuy nhiên thì nó chỉ là chữa mẹo dân gian thôi, nó sẽ không triệt để nhá. Và thêm vào đó thì lát nữa thầy sẽ phân tích lá số, thầy sẽ xét luôn cả lá số này có cái cách cục cứu giải làm dựng bớt cái giờ hung hiểm của cái giờ này không, rồi lúc đó mới tính tiếp được nhá. Nên không cần quá lo lắng đâu, có thể là sẽ trong lá số này khi mà phân tích nó sẽ có các cái bộ sao, nó giảm bớt nó đi. Có một điều đặc biệt là những người mà phạm giờ kim xà thiết tỏa, nếu may mắn qua khỏi thì sách có nói là có tài năng xuất chúng. Thì tất nhiên rồi, thành công thì luôn có thử thách, có thể là những cái người mà có giờ kim xà thiết tỏa đấy thì có thể là sau này sẽ có một cái trọng trách gì đấy, không lớn thì nhỏ, dù sao thì nó cũng là một cái để cho bố mẹ có thể mong đợi đấy chứ nào. Quay lại về lá số này, bé sinh vào 9 giờ 26 phút ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022 nhâm dần, thì âm dương nghịch lý của các mệnh. Tuy nhiên thì khi sinh ra là bé ở nước ngoài, cụ thể là múi giờ của Úc, thì vấn đề âm dương nghịch lý nó sẽ được khắc phục phần nào, nhất là khi mà cung cung thiên di của cháu ấy lại có thái dương. Đây là cách cục tạo ra một sự khởi đầu mới từ một nơi mới. Tuy nhiên cái vấn đề cục khắc mệnh vẫn còn. Điểm bất cập khi mà bản mệnh bị khắc ấy, đó là mọi chuyện hay gặp phải những cái cản trở, nỗ lực vài ba lần thì mới đạt được kết quả như ý. Tuy nhiên thì mặt tốt của nó là những người mà có cục khắc mệnh ấy, thì sau này trưởng thành thì tâm lý và lập trường người ta rất là vững vàng, cơ bản là họ quen với những cái việc khó khăn rồi. Được chưa nào? Quẻ dịch theo năm sinh là Thiên Sơn Độn, được kết hợp với bởi thượng quái là Càn và hạ quái là Cấn, chủ về là đi lên từ những cái công việc quen thuộc, không thích hợp để tạo ra những cái sự thành công từ những thứ mới mẻ. Vậy nên là cái cách cục này nó phù hợp với mọi việc, phải thay đổi từ từ nó mới tốt được. Tức là càng mở rộng mà càng chuyển biến nhanh ý, thì cơ hội thất bại nó lại càng cao nhá. Quẻ thích hợp phát triển sự nghiệp theo cái hướng mà chất lượng hơn số lượng, thế chưa nào, tức là đi theo cái phần chuyên môn ấy, tức là trở thành một con người mà chuyên môn cao trong một ngành lĩnh vực nào đó thì sẽ tốt, thế chưa nào, chứ không phải là làm nhiều nghề hoặc là làm một cái gì đó ăn xổi thì sẽ không hợp với lá số này, và lá số này không có lợi cho việc kiện tụng, được chưa nào. Cân xương năm lượng tám chỉ thì đây là cân xương có tiền vận khá là tốt, được nuôi dưỡng và sống trong cái môi trường tốt, thuận lợi cho việc phát triển và học hỏi kiến thức, là người có chí khí và bụng dạ rộng rãi, tinh thần trách nhiệm cao, và đây là một điểm mạnh. Sau năm 40 tuổi thì nếu mà đi đúng theo lá số và những cái lời khuyên của thầy, tí nữa thầy sẽ khuyên theo từng cung một thì sẽ đạt được thành tựu, còn nếu không thì sẽ chậm hơn. Hỏa lục cục ý tượng của Phúc Đăng Hỏa, nói chung là người tốt, thiên về hướng hành động. Nhưng mà ở đây thì người tốt ở đây thì thường giấu ở trong, không hay thể hiện cho người khác thấy. Nếu sinh vào ban ngày thì tính khí sẽ hơi mạnh, khó thay đổi lập trường. Đây vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ. Nó tốt cho việc quyết định để mà cái hướng đi của bản thân, công việc của bản thân mà không bị người khác có thể tác động vào được. Tức là không phải là con người đẽo cày giữa đường. Cái đây cũng là một điều tốt. Tuy nhiên phải định hướng tốt thì cái kiên định này mới tốt, còn nếu mà định hướng xấu mà vẫn cứ kiên định theo hướng xấu thì lại là hỏng. Được chưa nào? Vậy nên cái này cũng là một phần bố mẹ phải phải định hướng từ nhỏ cho cháu nó đi theo con đường đúng đắn nhá. Còn cái phần mà cái lập trường ở đây nó mạnh mẽ như này này thì nó sẽ kém cho cái việc, một phần nó chính là cái phần thay đổi theo cái xã hội. Bởi vì sao? Bởi vì xã hội bây giờ thay đổi nhanh quá. Đấy chứ nào? Vậy nên là khi mà một con người mà
có phần nào đó bảo thủ thì họ sẽ phải đợi một thời gian thì họ mới chấp nhận được những cái mới. Ví dụ như là cái lá số này, nếu mà chưa va vấp gì, nếu mà nói với cháu là trong cái xã hội này nó có hai thế giới và có thế giới tâm linh là có thật thì chắc chắn cháu nó sẽ không tin đâu. Thế chứ nào? Cái lá số này phải cho cháu trải nghiệm thì mới là cháu mới biết đến đến tâm linh, hoặc là phải có cách nào để cho cháu nhìn thấy cái sự gì nó dị thường thì cháu mới biết được. Còn nếu không chỉ để nói miệng không thì lá số này sẽ không tin nhá. Đó, đó chỉ là cái ví dụ thôi. Còn trong cuộc sống thì sẽ có nhiều cái nó phức tạp hơn như thế nữa, trong công việc cũng như thay đổi trong cái môi trường xã hội. Thì cái lá số này sẽ thay đổi nó chậm hơn, tức là con người nó sẽ thích nghi nó hơi chậm nhá. Mệnh cự môn tại tỵ, về tướng mạo thì dù cụ cự môn đắc hay hãm thì thân hình nó đều đẫy đà cả, da trắng mặt dày. Về chiều cao, cự môn ở đây là hãm địa nên là sẽ bị chiết giảm về mặt ngoại hình. Tuy nhiên cung mệnh lại có tuần chiếm đóng thì đây vừa là điểm may mắn nhưng mà cũng là một phần lo lắng. May mắn là vì tuần đóng ở đây này, thì tuần đóng ở đây sẽ làm chủ cự tinh cự môn này nó từ hãm địa sang đắc địa, thì điều này làm kích hoạt khả năng diễn thuyết và kinh doanh của cái sao này, đồng thời nó cũng làm tăng chiều cao và lợi đáng kể về ngoại hình bên ngoài. Thấy chưa nào, thanh tú hơn, vừa nhìn hơn. Đáng lo ở đây là nếu mà cự môn gặp tuần triệt ấy, mà đi với thiên hình thì nó liên quan đến các tật về miệng này, đặc biệt là méo miệng. Vậy nên là trong khoảng thời gian trước năm 13 tuổi, bố mẹ cần phải chăm sóc cho con thật kỹ càng nhá. Đừng để cho cháu sốt quá cao hoặc là cho cháu bị cảm lạnh đột ngột, thì những cái đó nó đều liên quan đến đến tật có thể gây méo miệng cả. Bản chất cự môn dáng người đã đậm rồi mà đồng cung lại có thai tọa, vậy nên là cho cháu, tức là khuyến khích cháu tập thể dục thường xuyên, hoặc là khuyến khích cháu tìm được một cái bộ môn thể thao nào đó mà cháu đam mê, ăn uống khoa học một chút, nếu không thì rất dễ mắc chứng béo phì. Bé sinh mổ hay là sinh thường? Là sinh thường. Nếu mà mệnh bé mà có phi liêm này thì sinh mổ nó sẽ tốt hơn một chút, coi như đỡ được một phần hạn đụng dao kéo. Tuy nhiên sinh thường rồi thì sau này cũng cần phải chăm thêm một cái phần là để ý đến cháu chơi những các cái nói chung là liên quan đến va chạm kim loại. Thế chứ nào? Nhưng mà lúc mà con sanh thường á, vẫn có đụng dập quá. Nó không được tính bởi vì Con này không tính ở trong đây thì nó chỉ được tính là sinh mổ sẽ làm bớt thôi, còn sinh thường thì cái việc đụng chạm dao kéo đấy thì thầy thấy nó không đem lại hiệu quả cao lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc đấy nó liên quan đến máu thịt, rạch da chảy máu thì mẹ chịu một phần trong lúc lấy con ra thì con sẽ đỡ, còn nếu cái kia thì nó cũng có chảy máu đấy nhưng mà nó sẽ ít hơn, nó vẫn chưa đủ. Được chưa nào? Vậy nên là trong trước năm 13 tuổi thì cái thứ nhất là bé chơi thì không nên là gần đường, hoặc là để chú ý bé đừng có để mà ra chỗ nào mà xe cộ nó qua lại tấp nập gì đấy, hoặc là trong nhà thì đừng để cháu với được những cái vật dụng gì đó bằng kim loại, bằng sắt, nó sắc chẳng hạn, để vào tay cháu nghịch thì lại gây ra thương tích cho cháu. Tạm thời thầy mới chỉ nghĩ ra những cái thế thôi, còn tất nhiên là trong cái cuộc sống này nó có vô vàn thứ, miễn là làm sao mình là bố mẹ mình nhìn qua mình cảm thấy nó có dấu hiệu nguy hiểm cho con của mình thì mình lường trước được và mình tách nó ra ngoài nhá. Về tính cách thì cự môn đắc địa là người khá là nhạy bén, nhưng mà nhạy bén không có nghĩa là học giỏi đâu nha, bố mẹ không được nhầm lẫn giữa hai vấn đề này. Cự môn thì thiên về thông minh xã hội, tức là cách ứng xử, cách ứng biến, cách nhìn nhận và xử lý vấn đề. Nhưng mà rất hay là đồng cung tại mệnh lại có thiên quý và thiên việt, có cả văn xương nữa. Vậy nên là mặc dù cái sao cự môn nó không phải ý nghĩa là học giỏi, nhưng mà đồng cung của nó lại có các sao về ăn học.
Vậy nên là khi kết hợp với nhau thì lá số này nó thông minh cả về ngoài xã hội mà nó cũng có khả năng học hành nữa nhá. Vậy làm sao tam hợp âm long trực, vậy nên cũng là người biết nhẫn nhịn. Đối với các lá số mệnh thiên lương ấy thì cái bộ âm long trực này nó rất là xấu, nhưng mà cháu này là mệnh cự môn thì mệnh cự môn lại rất cần cái bộ âm long trực này. Nó khiến cho cự môn phải quấn lưỡi 7 lần trước khi nói, đồng nghĩa thì khi mình ăn nó sẽ chỉn chu và khôn ngoan hơn. Thấy chưa nào? Nhược điểm lớn nhất của cung mệnh này đó chính là tính hơi lười, sắc sảo nhạy bén nhưng mà lười. Vấn đề này thì cần phải chấn chỉnh ngay từ khi còn nhỏ, tức là bố mẹ phải để cháu tự lo những cái việc mà ở tuổi của cháu và sức của cháu có thể làm được thì cho cháu tự làm hết. Làm trên đất lâm quan, vậy nên là tính khí có phần tự cao, hay nghĩ mình có một cái gì đó hơn người khác. Nhưng mà sau này nó có điểm mạnh về cái phần diện mạo, tướng mạo, tức là khi mà có do lâm quan đóng tại mệnh thì khi mà trưởng thành rồi thì nó sẽ mang lại một cái phong cách nó đĩnh đạc hơn, tức là nó rất có lợi khi mà làm trong cái môi trường mà cần sự ganh đua hoặc là cần sự thăng chức. Thế chứ nào, thầy không biết ở bên Úc như thế nào nhưng mà ở Việt Nam thì những cái chức nhỏ không nói, còn những cái chức to ấy, thì họ cần thêm một chút về phong độ nữa người ta mới ngồi được vào cái đó, chứ không phải là thông minh đơn thuần. Thế như nào? Thiên Thọ là một sao khá là tâm linh, khi nó đóng tại mệnh thì khi mà nó đóng tại mệnh tại thân thì có nghĩa là tùy vào hành động tốt hay xấu của mình mà mình phải chịu được hậu quả, hay là mà gặp gặp báo đáp ngay trong một kiếp nhá. Nó như nào, nghĩa là giải thích cho mẹ bé hiểu là các cụ mình thường có câu là đời cha ăn mặn đời con khát nước, đúng không? Thì khi Thiên Thọ đóng ở đây thì đời cha sẽ khát nước ngay khi mà vẫn còn đang sống, chứ không phải đợi đến đời con. Như thế nào, Dạ, con hiểu. tức là mình không phải, Làm gì là cấp vỏ ngay ngay con luôn hả thầy? đúng không, tức là mình làm việc xấu thì mình sẽ nhận nhận được cái kết cục ngay trong cái kiếp này luôn, chứ là không cần phải đợi đến cái kiếp sau gì cả, mà cũng không cần phải lên con. Cái sao này thì nó có một cái điểm hay, đó chính là khi mà cái người mà làm việc xấu hoặc làm việc thiện ấy, thì họ hưởng luôn cái đó, thì con của họ sẽ không bị những cái đó nữa. Được chưa nào? Nói chung cái gì cũng có hai mặt cả, nhưng mà tuy nhiên thì đấy, thì nó có kết quả nhanh như vậy thì cố gắng sống cho tốt một chút. Phía trên thầy có nói bé sinh phạm giờ kim xà thiết tỏa, thì thầy đã nói rồi, cố gắng đừng để cho bé bị sốt cao hay bệnh tật quá lâu dẫn đến là việc mà bị bệnh mãn tính. Thêm nữa ở đây nó có hạn liên quan đến sông nước, vậy nên là trước năm 13 tuổi không nên để cho bé một mình đùa nghịch gần ao hồ hay là bể bơi, nhất là khi mệnh lại có cả cô thần và vong thần, hai sao về tâm linh rất là mạnh mẽ. Trẻ con có thể nhìn thấy vong, vậy nên là khi mà vong muốn hại các bé thì rất dễ, họ chỉ việc tác động hoặc là có cái biểu hiện của sự mời gọi thì các bé sẽ đi theo trong vô thức thôi. Được chưa nào? Đó, vậy nên là càng phải chú ý đến bé hơn. Những cái trường hợp mà bé mới có 1 tháng tuổi như này thì sẽ không giải vong. Bởi vì sao? Bởi vì trước mắt là bé sẽ không có vong, vừa đẻ ra thì chắc chắn không có vong rồi, không có vong theo đâu. Cái bộ sao này nó chỉ có tác động là có tác động là khi mà những người có cái sao này này thì họ có một cái tần số mà dễ thu hút vong theo hơn, nghĩa là khi mình phải va chạm rồi, tức là ít nhất phải bé này phải 1 tuổi hoặc trên 1 tuổi khi mà bé phải đi theo mẹ đi nhiều nơi rồi thì lúc đó thì có vong là hợp thì họ mới theo được, còn bây giờ kẻ chị muốn giải thì cũng không giải được. Được chưa nào? Đó, vậy nên là không biết là lúc nào thì gặp được vong nó hợp với tần số họ theo, thì mình chỉ còn cách là tạm thời là lúc nào cũng phải chú ý đến bé thôi nhá. Còn sau này tầm khoảng 2-3 tuổi hoặc là cứ cách tầm khoảng 2-3 năm thì kiểm tra một lần, thì lúc đó thì mới biết được, còn bây giờ thì chịu. Để như thế nào,
quan lộc thiên đồng đóng tại Dậu thì thiên đồng ở đây là hãm địa. Đối với lá số này, nếu thiên đồng vừa nhắc đến bé em đã được diện kiến luôn rồi đây này. Bé đang ở bên cạnh luôn hả? Dạ. Rồi. Thế bây giờ có cần phải dỗ bé trước khi nghe tiếp không? Dạ có mẹ con rồi thầy. À thế hả? Dạ. Đây này. Ở cung quan lộc thì thiên đồng đóng tại Dậu. Thiên đồng ở đây là hãm địa rồi. Về lá số này, nếu mà thiên đồng là miếu vượng, là miếu hoặc là vượng thì sẽ tốt, bởi vì nó giữ lại được cái tính ổn định trong công việc. Hơi tiếc là nó lại là hãm địa, mà nó lại không có cả tuần lẫn triệt cứu giúp. Như trên thầy đã phân tích rồi đấy, sự nghiệp của cái lá số này nó cần đi lên từ từ và phát triển tốt nhất từ những công việc quen thuộc, công việc mà mình đã làm từ lâu, gắn bó lâu dài, hiểu biết sâu rộng và mang đến cái tính chất gọi là chuyên nghiệp. Mà cái sao thiên đồng hãm là đi với các cái sao phá toái thì lại ra cái cách cục là thiếu tính ổn định trong công việc, hay nhảy việc, đứng núi này trong núi nọ. Vậy nên là cái cung tài bạch ở đây này, nó có thiên đồng đóng, nó gọi là lạc cách mất rồi nhá. Cung quan lộc này về lâu về dài thì cần phải sửa đổi. Nếu mà có điểm sáng ở cung quan này thì đó là có ân quang tọa thủ mà hội với thiên quý. Nó là bộ sao dễ được cấp trên đánh giá và công nhận thực lực. Tướng quân chiếu từ cung xung đối về, nếu cố gắng thì sẽ dễ dàng được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Nói chung là chỉ cần nỗ lực thì cung quan này nó vẫn sẽ được đền đáp xứng đáng. Điều quan trọng cần thiết nhất đó chính là hai cái tính kiên trì và chăm chỉ thôi, được chưa nào? Thì tính chăm chỉ thì bố mẹ cần phải đưa con vào nền nếp ngay từ nhỏ rồi. Nó ăn sâu vào tính cách rồi nên là chăm chỉ. Không phải lớn lên tự nhiên bảo con chăm là chăm đâu, nó phải ăn sâu vào tính cách từ lúc còn nhỏ, vậy nên phải phụ thuộc của bố mẹ nhá. Còn kiên trì thì sẽ hơi khó, bởi vì bản chất tính kiên trì thì cái cung quan lộc chính tinh của nó là thiên đồng hãm lại quá mạnh rồi. Bây giờ muốn thay đổi nó thì mình phải chắc phải phấn đấu nhiều hơn rất là nhiều. Mặt nam phương của nó lại thiếu đi các bộ như các bộ bác sĩ hoặc là tình dương, là các bộ sao tỉ mỉ. Vì cái tính tỉ mỉ để khắc chế thì ở đây lại không có. Vậy nên là cái này thì cái tính kiên trì tạm thời thầy cũng chưa nghĩ cách nào để mà hướng cho bố mẹ có thể tăng được cái tính kiên trì cho cháu. Thôi cái đấy để sau đi. Nhưng mà cung thiên đồng này thì vẫn có thể là di 6 tuần từ cung huynh đệ về để mà cứu giải nó. Bởi vì đằng nào cung huynh đệ của nó là tham lang vượng địa, nó đang tốt nhưng gặp tuần thành xấu thì đang dư một sao tuần ở đây rồi nhá. Hay gì tuần về quan lộc thì vừa cứu được cung huynh đệ mà cũng vừa cứu được cả cung quan luôn. Bát tọa đóng tại quan lộc thì công việc nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là thiên về văn phòng, văn khúc, tấu thư liên quan đến giấy tờ. Ngoài ra thì tấu thư thanh long cũng chủ về liên quan đến các con dấu nữa, hoặc liên quan đến các việc lo về thủ tục giấy tờ. Phục binh là sao hợp với các mệnh sát phá tham, còn ở đây thì cự môn lại không hợp lắm. Nói cho cùng thì ở trong cung này có bộ phục binh và phá toái. Phục binh và phá toái cũng cần phải di ra khỏi cung quan nó mới tốt được. Nhất là khi cự môn mà gặp phá toái thì ăn nói là hay bị lỡ miệng, hoặc là khi mà mình nói mình chưa đưa ra quyết định chính chắn mà mình đã nói rồi. Có một số ngành nghề làm tốt trong cái lá số này này, là mệnh có cự môn, quan có thiên diêu, đào hồng, thì hồi xưa thì sẽ chuyên về nhà thơ nhà văn. Còn bây giờ thì nó là các nghề rất tốt cho các nghề liên quan đến sự kiện. Nói là ngày xưa với ngày nay thì không đúng lắm. Bây giờ thì tất nhiên cái bộ sao này nó vẫn liên quan đến nhà thơ, nhà văn rồi. Nhưng mà trong cái xã hội nó phát triển nhanh như này thì thực sự thể nghĩ nhà thơ, nhà văn chắc phải xuất chúng lắm thì may ra mới sống được với nghề. Còn nếu không thì thực sự là không ổn, được chưa nào? Vậy nên tạm thời mình bỏ cái nghề nhà thơ, nhà văn sang một bên đi. Thì cái bộ sao này nó sẽ tốt cho các nghề liên quan đến sự kiện này, MC hoặc là dẫn chương trình, phát ngôn. Có thiên khôi thì dễ làm các ngành nghề liên quan đến sale hoặc là nhân viên kinh doanh, được chưa nào? Và cái nghề, những cái nghề mà thầy vừa nói là cái nghề dễ định hướng nhất nhá.
và dễ thành công nhất với lá số này. Tuy nhiên thì nó không phải là nghề tốt nhất. Nghề tốt nhất ở trong lá số này thì cần phải khắc phục rất nhiều các nhược điểm mà thầy đã nói phía trên. Bởi vì cái nghề này liên quan đến con người. Đó là nghề gì? Thì đó chính là nghề bác sĩ. Như thế nào? Quan có thiên y, ngoài ra địa giải cũng từ cung xung đối chiếu về, mệnh có phi liêm. Điều quan trọng ở đây đó chính là cung di, cung thiên di ở đây của cháu có sao bác sĩ. Mà hiện tại thì cháu lại được sinh ra ở bên Úc, mà sau này chị cũng muốn hướng cháu định cư bên Úc. Vậy nên là cháu ăn trọn bộ bác sĩ nội khoa để chưa nào. Phúc đức, thiên đức nó cũng đóng luôn ở đây. Đây là một cái nghề khá là cao quý, và không biết ở nước ngoài như nào, nhưng mà nghề bác sĩ ở Việt Nam thì vừa cao quý mà cũng vì kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà thầy nói rồi đó, đã muốn làm nghề này thì phải chăm chỉ học hành. Chăm chỉ thì cái đấy thì thầy đã nói là có thể giữ được từ còn bé. Nhưng mà tính kiên trì cũng phải thay đổi. Đây là cái tính khó khăn nhất đấy. Nhưng mà nó bắt buộc phải thay đổi thì mới làm được nghề bác sĩ. Nóng vội hấp tấp là không làm bác sĩ được đâu. Nhất là bác sĩ nội khoa nữa. Nó liên quan đến sinh mạng con người. Được chưa nào? Vậy đây là số này phải sửa đổi nhiều thì mới làm được nghề liên quan đến ngành y. Phải di phục binh và phá toái ra khỏi cung quan này. Đi tuần về để cứu sao thiên đồng hãm. Nói chung là cái lá số này phụ thuộc vào sự dạy dỗ của bố mẹ. Phải đến chắc phải đến 50% đấy. Được chưa nào? Tương lai thì sáng lạng rồi, chỉ là khó khăn cho bố mẹ ban đầu thôi. Cung tài bạch, thiên cơ đắc địa, thì có lẽ là trong ba cung chính mệnh tài quan thì cung tài có lẽ là cung ổn nhất. Thiên cơ vừa ăn được hóa lộc mà cũng ăn được cả hóa khoa từ cung nhị hợp chiếu về nữa. Điều này có nghĩa là lá số này nó đa dạng về đường để phát triển sự nghiệp. Thiên cơ hóa khoa là dùng về khả năng chuyên môn, dùng về đầu óc trong lĩnh vực chuyên nghiệp của một ngành nghề để kiếm tiền. Thì như thầy nói bên trên đấy, nó rất hợp với cái phân tích bên trên của thầy. Để chưa nào? Thì cung tài bạch thì có thiên cơ hóa khoa là tốt rồi. Còn thiên cơ hóa lộc ấy, thì thiên về các ngành như kinh doanh liên quan đến bán hàng. Điều này thì cự môn nó lại phát huy rất tốt ở cung mệnh. Tức là những cái gì liên quan đến bán hàng hoặc kinh doanh thì cái sao cự môn gặp tuần này nó sẽ làm rất tốt. Tuy nhiên thì cự môn gặp tuần có cái điểm hay như thế này này. Ăn nói tốt, nhưng mà nó như nào nhỉ? Tức là cong cũng có thể nói thẳng được ý. Được chưa nào? Tức là miễn là khi mà vào ăn làm ăn kinh doanh thì cái gì có lợi thì mình cho mình thì mình nói. Tuy nhiên thì không nên quá lợi dụng vào cái tính chất này. Bởi vì tất nhiên là kinh doanh anh muốn nói tốt cho sản phẩm, hoặc là có thể là tăng thêm một chút sự hư cấu để bán được hàng. Tuy nhiên thì nó ở trong mức độ vừa phải thôi, đừng nên chém gió quá nhá. Đó. Cả Thanh Long và Hồng Loan ở đây thì đều chỉ về thu nhập khá ổn định, ít biến động. Đây là điều hay. Tài có quả tú đóng, vậy nên cũng là người biết cách chi tiêu và không tiêu xài phung phí. Vì có tận hai hướng đi như thầy phân tích ở phía trên ý, tức là có hai hướng phát triển sự nghiệp. Nên là nếu mà có khó khăn cho bố mẹ lựa chọn con đường phát triển để định hướng cho cháu thì thầy sẽ chọn hộ bố mẹ luôn. Nghĩa là sao? Tức là cuộc sống ấy thì luôn luôn là đặt mục tiêu phấn đấu khởi đầu ở cái mức mà mình kỳ vọng cao nhất. Và sau khi mình nỗ lực hết sức mình mà không đạt được thì mình mới hạ chỉ tiêu xuống mức thấp hơn. Được chưa nào? Thì ở đây thì mặc dù cung tài nó đa năng như vậy, nhưng mà nó lại có nhiều các sao thiên về phát triển theo hướng chuyên môn cao ấy, tức là làm cái nghề mà mình có nhiều kỹ thuật, mình sẽ gặt hái được thành quả tốt hơn. Nhất là khi mà ở đây nó có quốc ấn phong cáo thiên tài chiếu về, là các bộ sao rất mạnh khi mà thăng tiến trong đoàn thể tổ chức. Vậy nên là bố mẹ sẽ ưu tiên cho con học với các chuyên ngành về ngành y nhá. Thiên về các ngành y đấy, mình phải thử những cái khó trước. Nếu mà cô ngành y ở đây đa dạng thì cái này y là không nội khoa thầy. Thầy đã nói rồi, thầy nói bên trên rồi, y nội khoa đấy thầy. Nội khoa thì nội khoa thì thầy chỉ
Nội khoa nghĩa là liên quan đến đến những bộ phận trong cơ thể con người, tim, gan, phèo, phổi, thận đấy. Tuy nhiên thì trong nội khoa nó còn phân ra nhiều thứ nữa và thầy cũng không chuyên môn về cái đó nên thầy không biết. Thầy chỉ biết là về nội khoa thôi. Còn khi mà mình đã định hướng như thế rồi thì lúc đấy lại bắt buộc mình phải tìm hiểu thêm xem nội khoa có cái gì phù hợp cho con mình, hoặc là với cái tính cách của con mình thì học cái khoa gì nó là an toàn nhất cho cháu. Ví dụ như là thầy đã nói là chăm chỉ và kiên trì thì ok, chăm chỉ sửa được, nhưng mà tính kiên trì nhẫn lại tỉ mỉ cháu không có. Tất nhiên khi mà đi sâu vào thì chắc chắn là cháu sẽ không thể làm đi mổ tim được. Mổ tim chẳng may mà chỉ cần sai sót một tí là đi đời nhà người ta rồi, đúng không? Nhưng trong khi đó thì thận con người lại có hai quả, đúng không? Nếu mà chẳng may mình có sơ sót một tí thì vẫn còn một quả còn lại. Nói chung là nói vui như thế thôi, nhưng mà đấy là ý của thầy nói là tùy theo cái cảm thấy khả năng của cháu nhỏ, biết được cái tính cách của cháu lớn lên nó như thế nào mà mình chọn được cái khoa cho cháu một cách hợp lý. Thấy chưa nào? Nó giống như cái ví dụ thầy đưa ra đó. Có cái chỉ được sai một lần là đã không sửa được rồi, nhưng có cái thì được phép sai một lần, có cái được phép sai hai lần. Thấy chưa nào? Cùng là nội khoa nhưng mà chọn cái khoa nào chính xác thì lại phải phân tích tiếp, và thầy không phải là chuyên môn về bên khoa nên thầy chỉ nói thế thôi nhá. Cuộc sống vốn phức tạp mà nhá, cố gắng thay đổi tính cách của cháu cho phù hợp với ngành nghề này, biết là khó nhưng mà vẫn cứ thử hướng cháu vào đó xem, chăm sóc từ lúc còn nhỏ. Nếu mà theo ngành y thì sau năm 36 tuổi là đã được sự ổn định về mặt thành tựu rồi, còn nếu mà theo ngành kinh doanh thì chắc phải sau năm 48 hoặc năm 50, chưa kể ở đại vận 46 là có hạn phá sản nữa. Đấy thế nào? Cung thiên di thì đối với các lá số khác thì cung di cũng quan trọng đấy, nhưng về lá số này lại còn đặc biệt quan trọng hơn nữa. Bởi vì như chị đã nói với thầy rồi, dự định gia đình sẽ phấn đấu là định cư luôn ở Úc. Vậy nên là cung di bây giờ nó sẽ tác động trực tiếp lên toàn bộ quá trình vận hành của cả và cái sự phát triển của lá số cháu. Thái dương cư tại hợi thì thái dương ở đây cũng là hãn địa rồi, nhưng mà đặc tính của thái dương ấy thì chỉ có kém thôi chứ nó không có đặc tính xấu. Cụ thể là thái dương là nó là sao liên quan đến bán cầu lão phải, khi mà nó hãm ấy thì trí nhớ sẽ không tốt hay quên, được chưa nào? Điều này thì có thể khắc phục bằng cách là di sao sao tuần hoặc sao triệt về đây để cứu cánh cho nó sáng trở lại thì cũng được. Ngoài thái dương hãm ra thì toàn bộ các sao tại cung di này nó đều khá là tốt, chỉ cần sửa đổi cho nho nhỏ, cái sửa đổi nho nhỏ như thầy nói phía trên ấy là cháu có thể định cư ở nước ngoài rất tốt mà không phải lo lắng gì. Lục tồn đóng tại di nó giúp cho cái khả năng tích lũy tiền bạc. Bác sĩ là cái sao phù hợp với ngành y như thầy nói bên trên đấy, cung thiên di của sao bác sĩ, nó chính nó lại tạo với cách cục là chọn bộ là bộ bác sĩ nội khoa nhà như thế. Cung ở đây có cả thiên đức và phúc đức đều là các sao cứu giải rất tốt khi ở xa quê hương. Chỉ có hai điều cần lưu ý, đó chính là sao đổ quân. Sao đổ quân này thì sẽ khiến cho cháu hơi ít bạn hoặc là kém trong cái vấn đề cái sự hòa đồng với bạn bè nhá. Để khắc phục điều này thì ngay từ bé bố mẹ phải cho cháu tham gia nhiều các chương trình ở trường lớp, hoặc là các chương trình gì đó sự kiện trong cái khu vực hoặc là trong cái nơi bé sống gì đó, khuyến khích bé tham gia các cuộc thi. Như vậy thì cháu sẽ dạn dĩ hơn và có cái khả năng mà tương tác và kết bạn nó sẽ tốt hơn. Lưu ý thứ hai đó chính là cái bộ lưu hà và kiếp sát. Như thầy đã nói ngay từ đầu là bé bị phạm giờ kim xà thiết tỏa thì từ 1 cho đến 13 tuổi thì cần phải chăm nom cẩn thận. Lưu hà là sao phạm về đường sông nước, có thể là sông hồ bể bơi, thì nói chung là các hạn liên quan đến nước. Thầy phải nhắc đi nhắc lại cái này là bởi vì sao? Bởi vì thầy muốn lưu cho chị một cái khá là quan trọng này. Cái này thầy cũng mới biết được một năm thôi. Đó chính là có một cái trường hợp cách đây một năm, thầy xem lá số cho một gia đình họ khá là giàu có và có điều kiện. Họ đăng ký chấm tử vi cho cụ của họ luôn, tức là cụ nhà của họ ấy. Già rồi, 78 tuổi rồi nhưng mà vẫn được đăng ký chấm tử vi. Đấy thế nào? Đủ biết là họ họ có họ tiền với họ thì họ không thiếu.
Thì năm ngoái thì cái cụ đó đến hạn là Lưu Hà Tăng Môn. Thì thầy thực sự là không luận ra được với cái lá số mà ở độ tuổi 78 đó thì cụ sẽ mắc hạn gì. Đi bơi thì chắc chắn không thể rồi, 78 tuổi không thể đi bơi rồi. Ra ao hồ thì cũng rất khó bởi vì nhà ở Hà Nội. Hạn về mổ đẻ bong huyết thì lại càng hoang đường. Vậy nên là thầy chỉ nhắc nhở cái gia đình họ là lên kiểm tra về tình trạng máu huyết của cụ, xem là máu của cụ có nhiễm những cái gì đó nó không sạch hay không, hoặc là bệnh liên quan gì đến đường máu hay không. Thì cuối cùng thì đến tháng, thì không nhớ tháng 11 hay tháng 12 đấy, nói chung là đến cuối năm thì cụ ấy cũng đi mất. Nhưng mà nguyên nhân thì quả thật là thầy không lường trước được. Đó là cụ bị viêm mũi. Đêm ngủ thì cả đờm và cả dịch mũi nó tắc cả hai đường thở, mà ngạt thở chết. Thì câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện ở đây là nhắc nhở mẹ cần lưu ý về các bệnh liên quan đến đường miệng và đường hô hấp nữa. Là thế nào? Nó cũng liên quan đến Lưu Hà luôn nhá. Thân cư phu thê. Vậy nên cái lá số của bạn này thì bạn ấy rất quan tâm đến gia đình, yêu vợ thương con, đó là điều tốt. Tuy nhiên thì vợ có thương lại mình hay không thì chưa biết được. Bởi vì sao? Bởi vì thái âm gặp triệt thì nó cũng sáng trở lại rồi, lấy được vợ xinh đẹp. Có thiên khôi ở đây thường là con cả, da trắng trẻo. Tuy nhiên thì là số của hai đời vợ nhớ. Đào hoa ngộ thiên không, thêm phục binh phá toái từ cung quan lộc chiếu về. Thế chưa nào, là số của hai đời vợ đấy. Thế nên là sau này lấy vợ đầu thì phải xem thật kỹ người vợ nó như thế nào, xem lá số của họ ra sao. Nhưng mà xem kỹ vợ cũng cũng rất khó, bởi vì đây là nó xuất phát từ lá số của mình rồi. Thì chỉ có cách là di phục binh và phá toái. Thực ra nó không triệt để. Di phục binh phá toái ra khỏi cung quan thì sẽ bớt được hai cái xấu, đó chính là cung quan tốt lên và cung thê đối diện với cung quan, nó sẽ bớt nguy hại. Thì muốn triệt để phải di thêm cả thiên không ở cung thê nữa, di cả thiên không ở cung thê nữa thì tránh được ly hôn, mà cũng tránh luôn cả cái đại vận phá sản năm 46 nữa. Được chưa nào? Bởi vì năm 46 có hạn thiên không, nó chiếu thẳng lên đại vận 46. Được chưa nào? Nói chung là số này có nhiều cái nó cung nọ lại dây dưa sang cung kia, nên là giải một cung thì ý nghĩa là cung còn lại cũng sẽ tốt lên luôn. Cung Điền Trạch này, thất sát miếu địa, tự tay mua đất, không ở chung với bố mẹ rồi. Có Phượng Các Đường Phù thì nhà khang trang. Theo như kinh nghiệm luận giải cung điển ở Việt Nam của thầy thì là số này sẽ mua được nhà mặt đất. Tuy nhiên thì ở bên Úc thì thầy không biết cách phân tầng nhà ở của họ thế nào, nên là thầy không rõ lắm. Thì ở bên đó thì nhà chung cư và nhà mặt đất thì loại nhà nào đắt hơn? Dạ, nhà rất mắc hơn Thế thì có thể là tương lai cháu có thể mua nhà được mặt đất sau độ tuổi tầm khoảng 40. Ở bên đó cũng giống Việt Nam à? Nhà chung cư thì ở trong đô thị thì thấy tưởng là toàn nhà cao tầng như thế, thì chung cư nó phải nhiều và người ta phải phổ biến nhà chung cư chứ. Tại vì đất ở đây nhiều rất hay nên người ta cũng chung cư thì người ta cũng thích đâu thích ở dưới mặt đất hơn thầy. À thế hả? Căn bản là Dạ, tại thầy chung cư cũng ở sát sát nhau với lại nó không phải như Việt Nam mà nó những cái khu riêng biệt đâu thầy, nghĩa là ta nó vẫn thích phân. người dưới mặt đất hơn nhiều. Tất nhiên rồi, Dạ ai cũng thích mặt đất hết đấy. Nhưng dạ mà đúng. nếu mà ở bên đó mua một cái nhà mặt đất nó sẽ, nó có đắt không, nó khoảng bao nhiêu tiền? Tùy mình, nếu mình ở xa được ở gần trung tâm á thầy chắc cũng có giá 500-600 nghìn tùy diện tích mình mua đó thầy.
Hơn 600.000 đô Úc thì tầm khoảng 8-10 tỷ. 8-10 tỷ, còn nếu mình mua tùy thầy ơi, nó giống như Việt Nam vậy á, có quận nhất, quận 2, quận 3 thầy. Nhà mấy triệu đô cũng có, mười mấy triệu đô cũng có. Ôi, tạm thời mình phải đi từ từ dễ đi lên nhé. Mình chỉ tìm đến cái nhà mình Dạ có thể đúng. với được thôi, chứ còn nói thì đất vô vàn lắm. Dạ đúng. Bây giờ con ra Hồ Tây mà con vừa mới khởi nghiệp chân ướt chân ráo, vừa ra trường đại học mà con ra Hồ Tây hỏi giá đất thì chắc là nhéo cả mồm ấy chứ. Con biết Hồ Tây ở Hà Nội không? Dạ, biết rồi. Đó là Hồ Anh cho Tây. thầy một đăng bao nhiêu thầy? Ở đấy thì thực ra Một những người mua mét mua đất ở Hồ Tây ấy, thì tiền xây nhà đối với họ nó chỉ như cái móng tay ấy con. Nếu mà kể cả họ xây biệt thự đi chăng nữa thì số tiền xây biệt thự ấy nó cũng chỉ bằng cái móng tay so với tiền mua đất thôi. Đất Hồ Tây cái lúc đắt nhất mà thầy biết được là 1,2 tỷ một mét. Vậy nên là vuông á hả thầy? đúng rồi. Vậy nên là nếu mà con muốn mua 100 mét thì con đã phải mất 120 tỷ rồi. Thế nên là nói chung là ở Hồ Tây thì có nhiều nhà của quan chức, nhiều người giàu có. Thế nên là ở cái tầm nào thì mình chỉ quan tâm đến giá đất của cái mà mình với được thôi, chứ còn hỏi cái kia để hỏi cho vui thôi, chứ còn nghĩ làm gì cho đau đầu ra. Đúng không nào? Thôi được rồi nhá. Thì về về cung cung điền đấy thì thầy nói rồi, cháu có thể là tự tay mua được đất, mua được nhà. Thì thất sát mà hội đại tiểu hao nó cũng có thể làm cho ngành buôn bán bất động sản cũng được, mua bán nhà đất. Điều này nó cũng hợp với cái hướng ăn nói của cung mệnh có cựu môn, xung đối có tử vi thiên phủ, vậy nên là số này có thể làm giàu theo ngành bất động sản hoặc là môi giới nhà đất. Đây cũng là một hướng đi nếu mục tiêu học ngành y nó bị thất bại. Nhưng mà tuy nhiên thì cái ngành làm nhà đất này này nó không phải tự nhiên đùng một cái là vào là sẽ được đâu, mà nó sẽ đi theo năm tháng đấy. Thế nào, ngành nhà đất nó vẫn phải cần tính kiên trì, nghĩa là mình phải làm một nghề nào khác rồi đó, sau đó thì mình phải làm song song thì may ra mới phát triển được nghề nhà đất. Chứ còn nhà đất mà bỏ hết công ăn việc làm mà đi theo nó luôn thì chắc chắn tầm 2-3 năm đầu, khi là 4 năm đầu thì chết đói mất nhá. Thầy không biết là ở bên Úc thì như nào, nhưng ở Việt Nam thì là như vậy. Kể cả người có lộc đi chăng nữa thì họ phải đi lên từ từ. Đó, thì là số này có hướng là có thêm một lộc chút là công việc liên quan đến môi giới nhà đất hoặc là nhà đất. Nếu mà muốn về sau mới có nhiều tiền ấy, mà muốn khởi nghiệp ở bên đất mà không liên quan đến môi giới nữa mà muốn ăn đậm hơn ấy, thì đây cũng là một hướng đi thì là nổi bật nhất, là mua nhà cũ xong tân trang bán lại, chứ không phải là xây nhà mới rồi bán nhá. Tuế phá thiên hư rất hợp với cái cách cục, đó chính là mua nhà cũ bán, mua nhà cũ sau đó là tân trang lại rồi bán, còn xây mới thì lại không không được hay lắm nhá. Cung Phúc Đức thì đây có một cung khá là đẹp, có lẽ chính vì cung Phúc Đức đẹp thế này thì bé mới được sinh ra ở bên Úc, một đất nước đáng sống, dân trí tốt và mức sống cao, đặc biệt là nó không có bạo động như ở bên Mỹ. Phúc Đức thì có quốc ấn và phong cáo, vậy nên là cứ cố gắng học hành thôi, chỉ cần có quyết tâm thì các cụ gia tiên sẽ nâng đỡ cho một phần. Bên đó thì chị có thờ cúng gia tiên không? Dạ không à, ba mẹ con đang ở Trần Mướn. Dạ. Thế coi như là mình bỏ hết tất cả những cái ở phong tục của Việt Nam đi rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ở nhà ở Việt Nam thì ba mẹ vẫn còn thờ thầy. Ba mẹ con. Nhưng mà ba mẹ qua đây rồi thì ai thờ? Đâu, ba mẹ đâu có qua đây thầy. Ba mẹ không có Việt Nam mà, chỉ qua đây du lịch thôi. Rồi. Cung tử tức này, tử vi thiên phủ đồng cung thì cung con rất là đẹp. Tuy nhiên ở đây cũng báo là có hai dòng con mất rồi. Nó kết hợp với cung thê thì cái việc là số khả năng có hai đời vợ là rất lớn. Tử vi thiên phủ thì con cái khỏe mạnh, thông minh, thái tuế là sao không hợp với bố mẹ. Vậy nên là lớn lớn lên một chút, tầm khoảng 16, 17 là bố mẹ và con cái nó sẽ có một sự xa cách nhất định. Tức là không phải là cái gì cũng trao đổi với nhau nữa nhá.
Là số này thì cung tử tức đẻ được cả trai lẫn gái, khả năng là con gái đầu lòng rất là cao. Với cung cận ách thì phá quân đi với liêm trinh từ cung xung chiếu, chân tay thường có tì vết. Điều khách kình dương là các hạn về ngã đau để lại di chứng, trong đó kình dương là sao liên quan gãy xương. Như thế nào? Cung tuất ách an tại tý có không kiếp, địa kiếp hội hợp. Địa kiếp là dương hỏa, liên quan đến các bệnh liên quan đến bao tử và các bệnh liên quan đến đường về máu nhá. Đó, vậy thôi, giờ chị muốn hỏi thêm gì không nào? Hỏi mau huynh đại á thầy, anh em Huynh đệ thì như thế này, huynh đệ của cháu là tham lang, tấu thư đường phủ, thì đây là những cái sao nó có thiên quan hoa cái, đây là những cái sao mà anh chị em sinh trai đẹp gái hết, ngoại hình cũng tốt, nhất là tham lang lại còn tán gái giỏi nữa. Cháu là của anh đúng không? dạ có anh trai. Thế nên là những cái vấn đề về ngoại hình này, về học hành thăng tiến nó đều ổn. Tuy nhiên nó có điều đáng quan trọng ở đây, đó chính là nó có tăng môn bạch hổ và có thiên khốc nữa. Thì mẹ mẹ bị mất mấy bé rồi đó. Thế hả? Thì cái đó nó đỡ hơn đúng không thầy? Cung huynh đệ của bé nó xấu quá. Thì mẹ mất ba bé. Nó có tang, ngoài tang môn bạch hổ ra thì nó có là địa kiếp nằm trong đất thiên la. Nhưng mà thôi, bây giờ thì chắc là mình cũng chỉ phấn đấu là có hai bé thôi đúng không? Hai bé chắc là cũng đầy đủ rồi. Thế nên bây giờ cố gắng nuôi dưỡng cho mấy bé trưởng thành đi là được. Rồi ba mẹ ăn sao hết? Ba mẹ thì thường phải xem hết cho con với chồng rồi. Theo như cái lá số của bé đó này, tại vì con nghe nói nếu mà mình đẻ một đứa con ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến con vợ chồng, nó sẽ thay đổi cách nữa đúng không thầy? Đúng. Thì từ bây giờ thì có thể là khi mà gặp phải liêm trinh thiên tướng, gặp phải địa không hỏa tinh này, thì có thể là vợ chồng sẽ hơi hơi nóng tính một tí, nó tăng thêm phần nóng tính, có thể là hay cự cãi nữa. Bản chất là hỏa tinh và kình dương, nó không ở bên nào chịu nhường bên nào, vậy nên là một trong hai người chắc phải nhường nhịn một chút thì may ra mới ổn được. Ngoài ra công việc đó luôn không thầy? Hả? Anh bé ra công việc đó nó đỏ luôn không á thầy? Công việc Anh có chồng đỡ hay không ấy hả? Thực ra Alo. sinh sinh bé này ra này, nếu mà sinh bé này ra thì nó lại hợp hơn với vấn đề kinh doanh nhiều hơn. Nếu mà bố mẹ mà làm bên kinh doanh buôn bán thì bé này sẽ hỗ trợ tốt hơn so với là làm công nhân viên chức. Nhưng mà tuy nhiên thì Liêm Trinh Thiên Tướng nó cũng là bộ sao về về bên bên công chức rồi, thì nó cũng gọi là nó giữ được cái sự bình bình thôi, chứ nó không phải là tốt. Còn nếu mà muốn nói là tốt hẳn thì chắc phải là bên kinh doanh thì bé này mới tác động được nhiều nhất. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn có Ba điệu. mẹ Hả? cũng có định hướng là lúc tập rồi ba mẹ doanh đó thầy. Thế thì chuẩn bị làm đi.
Nhưng mà cứ để nuôi bé một thời gian đã, chứ không phải đẻ con ra một phát thấy ngon là nhảy vào kinh doanh luôn thì chắc không có đâu. Cứ phải từ không. từ nuôi dưỡng bé dần dần. Khi mà một lá số mới nhập vào gia đình thì nó cũng cần một thời gian để cho nó phát triển. Sao? Nếu như mà ba mẹ gửi bé từ Việt Nam đó, cho bà ngoại nuôi đó, thì có được hay là nên giữ ở bên Úc thôi, nên giữ gần mẹ thì tốt hơn. Để về Việt Nam nuôi thì bây giờ chị định dự tính là như nào? Tức là để cho ông bà nuôi cho đến lúc mà bé đủ tuổi đến trường rồi đón con lại, hay là ở Việt Nam luôn? Không thì cái này thì con cũng không rõ nữa, tại vì mình bên đây mình cũng chưa có ổn định đó, thì định là gửi về Việt Nam một năm, gửi về Việt Nam mấy tháng xong rồi dắt qua bên Úc mấy tháng nữa thằng, hoặc là gửi tới khi nào mà bé cỡ 4 5 tuổi thì đem bé về đây. Mẹ cũng chưa có định hướng rõ ràng, nhưng mà tại vì sợ là bên đây, tại vì mẹ còn đang học á thầy, con còn đang học á, nên bây giờ cũng chưa biết là như thế nào nữa. Nếu khó Thì khăn không thì biết. đem bé về đi, bởi vì bản chất là cung mệnh và cung di thì nó chỉ cung di nó chỉ tốt khi mà bắt đầu bé bắt đầu đi học thôi. Còn nếu mà trước đấy thì tốt nhất là để về đem về Việt Nam cũng được, cho bé có thể linh hoạt cho đến lúc mà bé bắt đầu đi học thì có thể chuyển được sang bên đấy. Tại vì hồi lúc mà con mới vừa sinh ra, con coi cái lá số của bé con thấy nó nhiều, nhất là cung tịch ất của thầy, mà có sao không kiếp hãm địa nó chiếu, mẹ cũng lo, rồi phạm vợ rồi xong rồi âm dương nghịch lý, rồi còn mệnh khắc cục nữa, mẹ thấy cái lá số nó nhiều cái bất lợi cho bé luôn. Được rồi, cái đó thì nó dồn hết vào năm từ 1 đến 13 rồi. Cố gắng trong khoảng thời gian đấy. Nếu mà về Việt Nam ông bà chăm thì cũng phải dặn ông bà thật cẩn thận đấy nhá. Vì ở Việt Nam chắc chắn là sẽ có nhiều thứ nó nguy hiểm hơn khi ở bên nước ngoài. Vì bên nước ngoài thì đường nó rộng mà cũng không có nhiều ao hồ. Mà nó cũng nhà thì cũng rộng rãi hơn. Còn về Việt Nam thì tất nhiên khí hậu của nhưng mà khí hậu trong Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh thì nó cũng là có mùa nắng và mùa mưa đấy, cẩn thận bị ốm nha. Nói chung là được, về Việt Nam trong cái độ tuổi này được, từ bây giờ cho đến tầm 5 tuổi. Về Việt Nam sống ổn. Chỉ là cẩn thận thôi, nhá. Cho con hỏi là cái tính cách của bé đó thầy, là bé có cái tính là dạng như là lưu thiện mà biết dạng như là biết sống với mọi người không thầy, cái tính nó có lưu thiện không á thầy, hiền lành lương thiện. Thiện. Cái tính lương thiện đối với một sao cựu môn thì nó có, nhưng mà nó ở cái mức trung bình. Nó không phải là con người mà có thể vì người khác mà hy sinh được. Tuy nhiên, sao cựu môn gặp tuần nó có thể để cho người khác nhìn thấy mình là con người cực kỳ lương thiện. Nhưng mà nó chỉ là cái vỏ thôi. Tất nhiên nó không phải là, đây không phải là cái mệnh của một con người xấu, nó là mức trung bình. Được chưa nào? Không hại ai. Nếu mà người ta không đụng đến mình thì mình không đụng đến người ta. Có để mà hành xử trong một cái vấn đề, ví dụ như là làm sao cho người khác nhìn vào người ta chấp nhận được, hoặc là cảm thấy mình là một con người tốt, thì là số này dư sức làm được. Nhá. Rõ về mặt đó thầy. Thầy cho con hỏi một cái nữa là, tại vì cái lá số tử vi của mẹ là con á, là tất cả các sao chính tinh là nó ăn y chang của thằng nhóc này luôn, nhưng mà cái cung mệnh của mẹ thì nằm ngay cung Phúc Đức, là mẹ là thiên lương á, là cung mệnh nằm ngay Phúc Đức, thì nó có gọi là truyền tinh không thầy? Tất cả các sao chính tinh nó đều ăn y chang vậy luôn thầy. Đấy là lý do tại sao con muốn hỏi là để bên cạnh mẹ hay đem về ấy hả? Nó có phải gọi là truyền tinh không thầy? Cũng có một phần là truyền tinh đấy. Nếu mà ăn theo, nếu là ăn theo đúng cung hay là ăn theo đúng về Các về bộ sao là
là cái cung cung tỵ á, là cái cung thượng môn á của con là cung mệnh, nhưng mà của con là nó là cung phúc phu thê, ý là tất cả các sao nó đang y chang như vậy, nó chỉ khác nhau là cung mệnh của bé thì là cung cung mệnh của mẹ là cung phúc đức của con. Thầy thầy hiểu thầy hiểu ý con Hiểu không? hiểu 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 Dạ, thì nó nằm y chang giống vậy hết luôn, tất cả các chính tinh đó thầy. không, như thế thì không được gọi là, không được gọi ấy rồi. Không có gọi, Ừ, không có gọi đúng đúng rồi, không nhỉ? không phải chuyện tình đâu nhá. Vậy nói chung là lá số này là nãy giờ lưu ý gì thầy thầy nói với con hết rồi đúng không thầy? Đúng rồi, Cũng không có. sau này thì con có thể nghe lại cái file này mà. Để chưa nào? Dạ, thầy cho con hỏi một cái nữa là cái cung phúc đức đó thầy, thì cái cung phúc của bé là tương đối tốt đúng không thầy? Ừ, nói về cung phúc này thì có một điều đáng giá, đó chính là nếu mà con đưa bé về Việt Nam ấy thì con tận dụng được cái cung phúc đức này, có thể làm giảm thiểu cho bé những cái năm ở lại quê hương thì nó cũng sẽ đỡ nguy hiểm đi một phần, vì nó có cung phúc nâng đỡ cho nhá. Dạ, dọn dẹp. Dạ, rồi, vậy thôi con cảm ơn thầy nha thầy. Ừ, được rồi, thế nha. Dạ, bye. Bye bye.